Anh làm gì vậy? Em hả? Ờ. Trời ơi. Ôi, có cái chẹt mặt mấy con quá trời hả? Mày chỉ là cho khó làm à. Gì hả? Cái này con. Hân à, Hân đi đâu vậy? Hân đi làm cái chân nó xáo anh Bình. Có cầm con ngoan quá. Em tên gì vậy? Có, cầm con tên Sản. Con tên Sản hả? Dạ. Nó gớt đầu con nó bể. Nó gớt đầu con là nó bể đó. Nó gớt đầu con. Bây giờ 2 năm nữa đi tu có nó hỏi nó có chịu em làm bố nó không? Tim. Dạ. Tao có thể được làm bố này không? Dạ dạ chịu ngày 50 con đi học ngày 50. Được, 50 được. Tao đi ăn gì? Tao kêu gì? Đi ăn mày ăn gì đó kiếm ngày 50 cho mày đi học ha. Dạ. Nhưng mà phải tu cho đàng hoàng này. Này bác ngoan mà. Bác ngoan ạ. Dạ. Nó bị giúp cái rồi. Cầm chỉ rút máu. Bây giờ quy ra tiền là 365 ngày thì tính ra xong rồi. Ai uống dạ, dạ, cho cha kiếm đi. Cha xin thuốc không nè? Không, ăn được. Dạ. Dạ. Cho mấy con kia đi. Dứa đúng rồi. Thôi giờ dính vô cái cọng rồi. Rồi đó. Rồi, giỏi quá. Mình đang. Ủa anh đang sao thế? Lấy gì nè? Cái đó, lấy cái gì luôn. Đây, cái này nè, mình ăn nó đó luôn đó. Đâm vỡ cần bủ nè. Mấy cái thơm ngon thơm. Ăn rất là ngon. Đó. Em chưa bao giờ ăn cái kiểu này. À, chưa hả? Rất là ngon. Nãy giờ dùng muỗng không mà. Ăn muỗng ăn nó ngọt. Rất là ngọt luôn. Khát nước uống cho vừa nãy tự nhiên khỏe lên liền á. Đây. Có cái dừa không? Dạ. Có cái dừa không? Dạ con đang ăn cái dừa nè. Ăn dừa kìa. Ăn bằng cái dừa đó là không ấy đâu. Hi everyone. So there's a way to eat coconut. So if you use the shell of the coconut and you cut it into like this, and then you can use it to scrape the coconut like this. And then you eat it. Thì bốn quá trời. Trời ơi, giờ nó ghê quá. Hết trơn hả? Thì ông nuốt con thọt thọt này hết trơn nè, bên hông hết trơn nè. Ủa hay vậy chưa? Hồi nhỏ người ta ở dưới quê mà trời. Hồi nhỏ đi răng trâu nữa đó. Con mới thấy trâu được 2 lần. Con mới thấy trâu. Hồi nhỏ không có đi răng trâu nó xem. Phải không? Phải đó tao không gắng học là tao chân trâu thế bà luôn rồi đó. Giờ chân trâu tiền không hả? Ừ? Giờ chân trâu tiền không? Muốn trâu tiền không hả? Dạ. Muốn chân không? Đó, 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 cứ vô đi. Nghĩa là mình chặt. Cái bài lấy trong tay á. Ừ. Cứ vô chỗ đây cho sẵn đó. Chặt mạnh đó, chặt mạnh đó, thằng đi rồi. Cái này ông không chuyên nghiệp rồi. Có chừng chặt vô tay nữa. Chặt thử cho coi được không ạ? Thôi con, cái này con không rành. Chặt nó vừa nguyên á. Lấy cái vừa nguyên á. Không, không, cái này chặt thử thôi. Dạ, chặt thử được mà, như mình giật cái mặt á. Bé nè. Dạ. Em, ủa em đang làm gì vậy? Dạ, em đang chế đồ chơi chơi. Cái này là em gọi là trò chơi gì? Dạ, máy bơm nước. Máy bơm nước, em chế ra đó hả? Dạ. Ủa em làm sao hay vậy? Dạ thấy trong cái máy của cha rồi làm theo. À. Em bơm nước xong em làm gì với nước? Chơi vui, chơi bạn cho biết. Vậy mai mốt em lớn lên em làm người thiết kế đồ điện tử được rồi đó. Em mấy tuổi rồi? Dạ em 12 tuổi. 12 tuổi, em tên gì nè? Dạ em tên là Quốc Huy. Quốc Huy. Dạ. Nhà em có bao nhiêu người? Dạ nhà em có 4 người. Ai với ai nè? Có cha, mẹ, anh hai, nhà em. À.
Em có đi học không? Dạ có. Sao bây giờ ở nhà? Dạ con học buổi sáng. Buổi sáng. Trong đi học em thích môn gì nhất? Dạ em thích môn toán. Vậy toán em giỏi lắm phải không nè? Dạ. Lớn lên em muốn làm cái gì? Dạ lớn lên em muốn làm ông cố. Em muốn đi tu à? Dạ. À em có đi lễ mỗi tuần không? Dạ có. Hả? Ông cố, tại sao gọi là ông cố? À không biết nữa. Ông cố đáng lẽ gọi là cha phải không? Là cha nhà thờ phải không? Dạ. Tại sao em gọi là ông cố vậy? Tại mẹ dạy vậy á. À. Mẹ dạy là kêu là ông cố. À. Có phải là tại vì nhà có ba rồi, có cha rồi cho nên gọi ông cố cho nó khác không? Tao không biết. Cái lọc của người ta nè. Nè, cô hỏi em, nếu mà có một đồ trò chơi, em thích được đồ trò chơi gì nè? Không biết nữa. Nếu mà lần sau cô tới cô thăm em á, cô cho em một trò chơi, em thích cái gì? Em thích xe điều khiển. Em thích xe điều khiển hả? Dạ. Ủa, em đang bắt cá à? Dạ, có cá nè, có hai con. Ủa, em bỏ vô đó làm sao nó chạy vô được? Dạ, nhẫn nó cho nó vô. Thường thường em chơi bằng cái gì? Dạ, em ít khi chơi lắm, tự làm đồ, làm chơi trong nhà không à. À, giỏi không? Thường thì em chỉ đá cầu thôi. Đá cầu, à. Ở nhà em có phụ mẹ không? Dạ có. Em phụ mẹ làm gì nè? Dạ, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm. Giỏi cả không? Nhà, quét nhà. Vậy em giỏi hơn cô rồi đó. Dạ. Cái này á, em biết không? Có thể bay, nó bay lên rồi có thể chụp hình em luôn á, thấy cả nhà em luôn. Wow. À. Em có muốn lái không? Chú chỉ cho em lái. Dạ thôi. Tại sao vậy? Sợ hư lắm. Trời. Vô viết tôi nè em. Kêu anh. Thấy được chưa? Em lái đi, cho em lái đó. Thôi rồi, con lái đâu. Thấy hình trong này ha. Cái này lái cũng dễ lắm. Bây giờ đi cho anh đi phía trước kìa. Trời ơi, mát quá. Mát rồi. Cho nó lên đồ. Cha mày cưng mày quá. Mua cho mày chơi nữa. Cái này là máy quay phim cha. Máy phim của ai vậy? Của con. Ủa chết cha. Tưởng đâu là cái máy đồ chơi của con nhóc này. Là gì hả? Em tên gì? Dạ em tên Hoàng. Hoàng hả? Em là anh của bé phải không? Dạ. Em muốn lái máy bay thử không? Dạ không. Sao vậy? Dạ không, sợ hư. Không có hư đâu. Dạ không. Đảm bảo. Đi. Ủa, chưa? Nó mát ha, cái này cái dạng là phản lực mà. Nó đi chưa? À, trực thăng, quên. Cảm ơn em hồi nãy đã lấy dừa cho cô Đình Hoàng. Em học lớp mấy rồi? Dạ em học lớp 11. Lớp 11. À, lớn lên em thích làm gì? Trước tiên thì hiện tại là em dự tính là em sẽ đi tu. Dạ, nhà em ở đang xã Chinh Phú. Xã Chinh Phú, nhà số mấy, đường số mấy? Dạ, địa chỉ là ấp 8, xã Chinh Phú, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nhà số mấy? Không có số nhà. Không có số nhà. Diễn sao cô tìm em? Em có Facebook không? Dạ, mẹ em có chơi. À, vậy thôi, có gì bố chị nhờ chị hỏi cho sở cho thăm em nha. Dạ.